cần. Vâng thưa quý vị, nhưng mà bấm bây giờ mà chẳng có hình. Khá cầu kỳ và đòi hỏi sự khéo léo tinh tế. Tôi Yến có thể chiếm bấm bây giờ mà chẳng có hình nè. Và bánh tầm gà, bánh chim. Trong đó cách chế biến nguyên liệu phổ biến nhất chính là yến chân đường vàng. Để thực hiện món yến chân đường vàng thì các bạn cần chuẩn bị 5g tổ yến đã ngâm nở.